đi. Em thử phá nhá. Hả? Cao cao đi, phá cao cao lại này. Phá cao lên vào đó, phá cao nữa lên. Không quay ạ. Ủa cái này phải có dao cơ. Em đi kiếm dao nhá. Thôi đi kiếm dao đi. Đi sang cái nhà bên kia mượn dao. Ui. Đưa này xem nào. Có phần gì to lắm. Này, làm cuộn tròn đây mọi người này. Này. Thấy chưa? Cây to thế. Cây khổng lồ luôn anh em ạ. Cửa to thế nhỉ. Ui à, ui à. Ui anh ơi, nó thò đầu qua trên kia kìa. Ui ơi, ui ơi. Kìa kìa. Ui chân bò lên trên đấy nhỉ. Nó bò lên trên đấy nhỉ. Ui ôi. Dẫn đi đây. Theo kéo, theo kéo ra. Ui nó khoét nỗ, nó khoét nỗ, nó khoét nỗ đây. Ui nó khoét nỗ đây. Ui nhớ ra khoét nỗ này. Ê, còn gì chui đây. Được chưa, được chưa. Chưa. Chặt ra, chặt ra. Chặt ra. Chặt ra, chặt ra. Em thì chặt thế nào. Em mua cho ăn. Ui, chặt đâu. Ui, nhìn ngang thôi. Chặt đổ hàn cây xuống đi. Còn to lắm anh ạ. Còn to đấy. Anh học em giúp em quăng đục đi, đục bên này đi. Đục đi anh. Nhưng thằng nó đổ vào người nhá. Cái vườn này vườn cây to. Quá, muốn đổ cái nào ấy. Chưa, chưa. Muốn đổ. Để thận đi. Đổ, đang đổ, đang tách tách rồi. Nào, hai anh em du ra, nào. Thảo xúc vào du nào. Anh Thư vào với Quang du đi, du ra sang bên kia. Tớ đang chặt nguy hiểm. Nào, du bên kia nhá. Du ra sang bên này anh ơi. Du sang bên này. Quang du sang bên này nhá. Đâu bên nào? Du sang bên này. Ông đập vào mấy cái cây cao kia của người ta chết lại chết tiếp. Không run thẳng đấy được mà. Không rắn gì nhỉ? Rắn gì? Đen thì. Đây đầu tiên bắt được rắn trong cây của này nhỉ? Đầu tiên trong đời đấy nhỉ? Ừ, tôi bắt được rắn đầu tiên trong đời bắt được con rắn trong cây của này. Được rồi chưa? Nào. Được rồi. Ui. Đưa dao đổ người anh thôi. Nào, đưa ra. Hai em đưa ra. Quên ạ. Nào. Hai ba. Yeah. Ui, chết rồi. Dù ra bên này. Ui, một kia đây kia rồi. Ui, đâu. Cái gì đấy? Ui, con bọ dừa. Con gì đấy? Con bọ dừa. Con rung dừa à? Ngon thế. Dám ăn. Con rung dừa phải không? Con này, người ta ăn sống luôn ý. Ừ. Con đâu hết rồi. Này, con này dân đấy ăn bùi lắm. Nhưng mà nó đâu hết rồi. Bò đấy đấy. Ôi trốn đâu hết đấy. Đổ con xuống đi. Kia, ui kìa còn rung dứa kìa. Ui còn nữa. Anh đẩy nó ra nhặt nó gọn nó đây anh Thư ơi. Nó đang đổ rồi. Quang rồi. Đây đây nhá. Vui ra để em đẩy xong rồi đấy. Ui. Mạnh đánh chứ. Ôi. Này các bạn nhìn này. Ôi con này Thư cầm. Con này thả. Tháo đi em. Ê. Ôi giời ơi. Nó bị kẹt nó không thò người ra nó mổ đấy. Ôi này các bạn nhìn này. Nó đang bị quấn vào với nhau rồi sao vậy? Quay coi. Đây để em cho thấp cái này xuống nhá. Chặt tay nhá. Ui. Quấn anh nhá. Ui con rắn này các bạn. Ui mẹ ơi con này to. Ui con này phải 4-5 cân đấy. Con này phải 5 cân, nặng lắm. Ui các bạn nhìn nó to này. Chưa lâu lắm em bắt đầu con. Ui ôi con thằng mang to. Ây. Ui dồi ôi sao nó to thế. Không thể nhấc cái tay của mình lên để bỏ nó vào túi nữa mà. Đặt nhanh em nhá. Ui dưới đây còn nữa này. Ui đây rồi. Ôi hổ kìa. Ủa đây rồi. Cẩn thận anh em nhá, cẩn thận nhá. Các bạn nhìn này. Ôi này. Rồi. Nào anh em nhá. Ui này. Ui ôi này. Ui cẩn thận. Ui ôi anh ơi. Đùng đây à. Ui này này, này xem nó đùng vào bùng. Đi này. Ui các bạn nhìn này. Ui, sâu xuống tí gạt ra xem bên dưới còn.
Thì thấy tay con đó cái màu kia kìa. Thật. Ôi trời ơi, anh hư cứ tự nhiên thế ra. Ôi hồi. Ôi mình luôn. Sợ nhảy. Ôi bó mắt, bó mắt. Ôi con này. Ôi các bạn nhìn này. Ôi nhiều thế. Ôi sao nhiều thế này. Ôi ôi. Ôi con này, nhìn con này chữ đi. Ôi các bạn nhìn này. Con này nó đang bị quấn hay là nó bị phủ lên, mình đập nó phủ lên. Ôi ôi này. Ôi các bạn này. Ôi à. Ôi có con đuôi dừa trong đây sao ấy. Ui dồi, con này to ấy chứ. Nhây. Ừ, anh nuôi con này ra đi, nuôi con này đi, đi. Đi đi. Ôi. Ui con này con khác à. Ui. Ôi. Ui đầu con khác, không phải đầu con kia. Hai con rồi. Ba con rồi, con này con thứ mấy? Con thứ ba rồi. Ui to thật đấy các bạn ạ. Đúng rồi. Nhìn con này rất là dữ luôn này. Nhìn này, nhìn này. Ôi ôi. Ôi nhìn này các bạn nhìn. Ôi ôi. Con này nó đang bị quấn nên mình vừa chặt cái kia nó rơi xuống, nó phủ xuống nên nó không ra được anh nhỉ. Ừ. Ta gọi đi. Này, ta thử nhá. Cẩn thận đấy. Cẩn thận nhưng mà đầu nó không biết ra chỗ nào đâu. Ôi trời đấy, nhiều thế. Đây 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 con, đây đây đây. Đầu đây nè. Đầu nó nhiều này. Ui nhiều thế. Ui đầu đi. Rồi. À ơi này. Ui ơi. Ra đi. Ui con này. Ui đúng thế. Ui các bạn ra nhìn đây. Màu rắn hổ mang nó lóc vô đây bọn các bạn ạ. Lần đầu tiên anh em tôi bắt được rắn này trong đây mọi người nhá. Nhây, lần đầu tiên bắt được như vậy đấy. Cẩn thận nó thò lên đây anh ơi. Bụt lên đấy. Đó đấy, cứ mặt vào cái ừ, nào. Ôi ôi ôi. Khiếp thật đấy. Còn đúng khiếp thật. Các bạn nhìn này. Ôi ôi ôi. Dã man lắm. Nó có đầy mặt đọc vào mặt đấy. Ôi ôi các bạn này. Kinh khủng luôn các bạn ạ. Ôi ôi, là tao bắt được nó đây, anh Thư cầm cái gì khéo đi. Thôi thôi thôi, đem chữ cho này, anh lấy cái thưởng. Đứng, 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 tránh xa, tránh xa ra nè. Vòng vòng vòng, nó cầm cho anh. Vòng đứng xa ra. Ôi, lại con kia định bổ tiếp kìa. Ui mẹ con này ác nhỉ. Ác nhất của đất là con này. Ừ. Ui. Cẩn thận nhá. Em mang túi ra. Ui. Con kia đang mảnh đầu thôi. Hết rồi, còn một con này nữa nhỉ. Hết rồi. Mấy con trong túi, ba con túi rồi đúng không? Ui nó loại ra kìa. Ôi cha mẹ ơi, nhìn kìa. Ui, chào mẹ ơi. Nhìn nhé. À. Con này là con thứ 4 hay thứ 5 vậy? Con thứ 4. Nhìn nó nằm đây này. Đây còn một con này nữa thôi ạ. Con này hết rồi nha. Ừ. Ôi mà con kìa. Còn con đuôi nữa kìa. Ui ui. Đâu rồi? Còn dưới này cái to. Con kia nữa kìa, màu nữa kìa. Ui nhiều chưa? Ôi ui, ui, phải mấy chục con anh em ạ. Nhiều thế. Ôi chán ơi, nhìn này. Vẫn còn này. Ui này. Ôi trời ơi anh ơi, ổ này nó có đùng đùng nhiều lắm anh ơi. Có khi bên dưới đáy còn nhiều nữa ấy. Con này nó dài thế nhỉ. Ôi cha mẹ ơi. Ôi đây còn cái túi này, bỏ túi kia. Em cho túi. Cho đầy vào túi đấy bạn. Không cho vào túi kia đi, còn con này vào túi kia đi nha. Cái này cho vào túi kia nhá. Ui giời, bạn nhìn cái túi rắn nha. Kinh khủng nha. Ui giời, hôm nay ăn đủ rồi anh ạ. Ôi còn con nữa cả, ui đầu con có tiền tiêu Tết rồi. Rồi tăng mấy mà tiêu tết. Lại để dành tiêu tết. Quang ơi. Quang ơi, cầm cầm máy quay cho anh. Lấy cái dao bổ ra cũng được. Ôi trời ơi. Mới có một đống ấy. Ui ui. Ui giời ơi, nó cộn lên này. Ui nhiều thế. Này. Ui nó cộn lên. Ui ui ui. Ui ui ui. Cái ui mấy con lên kìa. À vậy người ta phá nhà lên cái sang rồi. Đúng không? Hay đây là ổ nó vậy? Đây là ổ nó rồi. Đóng đây rồi. Ôi oh, oh, nó chạy. Anh Thư ơi, Thư cầm anh. Ui anh em mình nhiều lắm. Ui, mọi người ạ. À, quả gì này. Cứ trà mẹ ơi này. Bắt bạch ra này. Con này con thứ 7 à? Con này con thứ 7. Ui, 8 con này. Kinh này. Ui, nhìn nó dã man đi kìa. Ui, còn nữa không? Nó to khổng lồ các bạn ạ. Ui, cái trời. Đập đập ra thử nào. Ui con rết khổng lồ. Con gì đấy? Rết khổng lồ. Rết đấy. Đâu đâu. Chọc mặt em.
Ui, một ổ rết trong đây anh ạ. Đúng không? Con qua đứng như ra để anh. Đây, đây, nó bay mấy con ra đây này. Ồ. Thần nó cắn nhá. Ủa. Thì khổ lắm. Đúng rồi. Ủa này, con gì đây? Đâu? Này, cái con gì? Này, đừng dừa con, đừng dừa mini. Này. Ừ. Ui, nó phì kìa. Ngon đấy. Kinh. Ăn luôn đấy à? Ui, có cả hết rồi. Hết rồi. Cứ rắn đầy này. Nó ỉa dưới sao? Cái này mục mục quay chắc nào nó chả rui đây nó sống nhỉ. Đúng không? Nhiều nha. Ở đây mọi người nhìn hai túi kìa. Buộc hai túi mới được mọi người. Nhiều quá luôn. Dưới đây cứng lắm, chưa chắc đã liệu, chưa chắc đã còn. Hết rồi. Đây, 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 xuống ra. Ô, con rết. Nó sang cái kẽ đây thôi. Vậy thôi, thôi. Con rết. Một hộp, có cái hộp. Một hộp kia. Thùng kia. Thả đây, thả đây, thả đây. Anh thả, thả tay quá, nó chạy đây. Thôi rồi. Cái. Rồi. Cái này. Bắt nó cắn đấy. Nó cắn bằng đuôi ấy. Nó cắn bằng cái đuôi này. Không phải cắn bằng đầu. Nhớ không biết là nó độc thế nào đâu đấy. Gì á? Sao rồi? Bỏ ra. Con gì á? Con gì? Con này. Con gì đây? Đấy con sâu này, à? đấy con. Giết con à? Ừ, đấy con. Nhét vào đây. Đập đi, anh đập xem nó rung để kiểu gì con nó khác nó chạy đây. Ra. Hết rồi anh ạ. Hết rồi. Hết rồi. Thôi. Hết rồi. Về đi. Về đi. Đây nó đòi rắn đấy. Rắn bắt thì chết luôn đấy. Đi.